Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, học sinh giảng các em toán lớp 8 sẽ chương trình sáng tạo. Chúng xem bài giảng Khải Liêm để các em khá dễ hiểu, các em xem bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 3 hình thẳng căn. Hôm nay mình sẽ học tiết số 4. Như là hôm trước mình học tiết 1, 2, 3, giờ em là chưa xem tiết 1, tiết 2, tiết 3. Thì các em có thể vào kênh Khải Liêm, các em sẽ vào danh sách phát toán lớp 8 chương trình sáng tạo các em xem. Hôm nay mình sẽ học tiết số 4. Câu số mình sẽ làm tiếp phần bài tập câu số 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB nhỏ hơn AC, tia phân giác của góc B cách AC tại D. Trên BC lấy điểm E, sao cho BE sẽ bằng BA. Như vậy trước hết thì các em sẽ vẽ tam giác vuông ABC vuông tại A. Có AB sẽ nhỏ hơn AC. Tia phân giác góc B, vì mình sẽ đo góc B sẽ bằng bao nhiêu độ thì mình sẽ lấy phân nửa. Thì mình sẽ vẽ một tia chính là tia phân giác của góc B, có nghĩa B1 sẽ bằng B2. Và tia này sẽ cắt AC tại điểm D. Và trên BC lấy điểm E, sao cho PE sẽ bằng BA. BE bằng BA có nghĩa tam giác ABE sẽ căn tại P. Đúng nè. Bây giờ mình sẽ chứng minh hai tam giác bằng nhau là ABD. ABD và EPD. Khi mình thấy hai tam giác này có BD là cạnh chung, hai góc này bằng nhau và BA bằng BE, như kết luận hai tam giác bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Được này. Như mình sẽ làm câu A trước nha. Như mình sẽ tam giác ABD và EBD có thì mình thấy là hai tam giác này có gì bằng nhau, nhưng mình sẽ có AB sẽ bằng BE giả thiết, có nghĩa là để bài trừ giờ tiếp theo mình sẽ có góc B1 sẽ bằng góc B2. Vậy BD chính là tia phân giác của góc B. BD là tia phân giác góc B, đúng này. Và tiếp theo mình sẽ có BD là cạnh chung. BD chung cũng được. Như mình kết luận là hai tam giác này sẽ bằng nhau. Hai tam giác sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh, đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu B, kẻ đường cao AH. Giờ đường cao AH có nghĩa là AH sẽ vuông góc với BC. Chứng minh rằng tứ giác DADEH là hình khoan vuông. Như mình sẽ cần chứng minh là ADEH là hình khoan vuông, thì hình khoan này có góc vuông rồi, đúng không? Mình sẽ chứng minh là hai, như mình sẽ có hai tam giác này bằng nhau. Như vậy là góc bên đây cũng sẽ là góc vuông, đúng không? Hai tam giác bằng nhau thì góc này vuông thì góc bên đây cũng sẽ là góc vuông. Có nghĩa là DE sẽ vuông góc với BC luôn. AH vuông góc với BC, DE cũng vuông góc với BC. Như vậy có nghĩa là hai cái này sẽ song song với nhau. AH và DE song song với nhau và có một góc vuông thì đây chính là hình hoàn vuông, đúng không? Như vậy câu B mình sẽ làm tiếp, ta có góc E bên đây
chính là DEP. Nghĩa góc DEP sẽ bằng góc DEP là góc E dưới đây, sẽ bằng góc E ở đây, chính là PAD. Đúng này. Hai góc này bằng nhau do hai tam giác này bằng nhau. Như vậy là góc này bằng 90 độ thì góc này cũng bằng 90 độ luôn, đúng không? Bằng 90 độ. CG là DE sẽ vuông góc với L BC. CG DE vuông góc BC. Mà mình có là AH cũng vuông góc BC. Nên mình kết luận là AH song song với lại DE. Đúng nè. Và có góc này là góc vuông giờ. Góc này là góc vuông giờ, đúng nè. Như vậy mình kết luận là vậy. AD EH là hình khăn vuông. Tiếp theo mình sẽ đến câu C. Câu C người ta gọi Y là giao điểm của AH và BD. EY cắt AB tại điểm F chứng minh rằng tứ giác ACF EF AC EF là hình khăn vuông. Như vậy ở đây mình sẽ có là muốn chứng minh nó là hình khăn vuông thì hình khăn cái tứ giác này có một góc vuông vậy. Nhưng mà sẽ chứng minh góc này vuông nữa. Thì có nghĩa là EF sẽ vuông góc với là AB. AC cũng vuông góc AB. Như vậy đây là hai cạnh này sao song song với nhau. Và có một góc vuông đây là chính là hình khăn vuông, đúng này. Như vậy mình sẽ xem tứ giác ABE đây là tứ giác căn vì có BE bằng BE, giả thiết cho. Và cái PD này là đường phân giác thì cũng chính là đường đường keo, đường chung trực. Như vậy nó sẽ là đường keo. Và AH cũng là đường keo, giao điểm hai đường keo tại Y, Y là trực tâm của tam giác ABE. Như vậy là EF sẽ là đường keo thứ ba, có nghĩa là EF sẽ vuông góc với là AB, đúng này. Như vậy mình sẽ làm câu C như sau. Như vậy đường keo thứ ba chỗ này là keo vuông góc luôn, đúng này. Như đây là hai góc vuông, có nghĩa là hai cạnh này song song với nhau, có một góc vuông là hình khăn vuông. Mình sẽ làm câu C như sau. Ta có BE bằng BE, giả thiết cho, đúng này. Mình suy ra được là tam giác ABE căn tại P. Mà PD là tia phân giác góc B. Là tia phân giác góc B. Do đó nên đi. Nên mình kết luận BD cũng sẽ là đường keo luôn.
của tâm gì? A tâm giác, B A E đường phân giác. Như nó như B đây sẽ là đường đường cao của tâm giác A B E, có nghĩa góc chỗ này sẽ là góc đúng này. Như lúc này mình sẽ có y là giao điểm của hai điểm kia đúng không? Như là tam giác BAE có AH và BD là hai đường cao cách nhau tại y. CG y là trực tâm của tam giác. BA CG là EF là đường cao của tam giác. BAE CG là EF vuông gốc AP. Mà mình thấy là AC có vuông gốc AP đúng không? Mà AC có vuông gốc với là AP. CG EF sẽ song song với là AC. Như vậy là EF song song với AC và có một góc vuông đúng này, nên chính là hình hàng vuông. CG tứ giác ACEF là hình hàng vuông đúng này. Giờ như là mình xong câu số 4 nhé. Câu số 4 kèm hiểu bài, câu số 4 khích video hãy kèm hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 5. Câu số 5 người ta hỏi là tứ giác nào trong hình 15 là hình răng căn. Giờ như mình sẽ quan sát hình A thì mình thấy là cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này. Và tiếp theo là góc này. Góc này sẽ bằng góc này, góc này sẽ bằng góc này. Như mình thấy đây là không phải là hình răng căn nha. Vì hình hàng căn là hai góc kề một đáy sẽ bằng nhau. Mình thấy là hai góc kề một đáy ở đây là không có hai góc nào kề nhau mà bằng nhau hết đúng này. Như mình trả lời là hình 15A không phải là hình hàng căn. Vậy không có hai góc kề
một đá bằng nhỉ, đúng này. Mình thấy là hai góc này không bằng nhau, hai góc này cũng không bằng nhau, hai góc này không bằng nhau, hai góc này cũng không bằng nhau, không có hai góc kề một đáy bằng nhau thì chắc chắn không thể là hình tam tiếp theo. Mình sẽ quan sát câu B. Hình B như mình sẽ có hai góc này cộng là sẽ bằng 180 độ, có nghĩa là PN sẽ song song với QM, đây là một hình khác đúng không? Bây giờ thì mình sẽ cần tính thêm cái góc M này nữa là được. Người ta cho góc M ngoài là 75, mình sẽ tính góc M trong. Hai góc kề một đáy bằng nhau thì chính là hình tam giác. Như vậy ta có góc B cộng góc V bằng B là 75 độ cộng cho Q là 105 độ. 75 cộng 105 là 180 độ. Mình thấy là hai góc này ở vị trí trong cùng phía CG là hai cái cạnh này sẽ song song với nhau. Mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía CG là QM PN song song với là QM, PN song song QM. Giờ tiếp theo mình sẽ tính góc M này nữa là được. Lại có M cộng với 75 độ sẽ bằng 180 độ, đây là hai góc kề bột đúng không? Góc M cộng 75 độ bằng 180 độ. CG M sẽ bằng góc M sẽ bằng 180 độ trừ cho 75 độ sẽ bằng 105 độ. Như vậy có nghĩa là M sẽ bằng Q bằng 105 độ. CG CG góc M sẽ bằng góc Q đúng này. Bằng 105 độ. Như vậy là nên mình kết luận đây là hình tam căn. Vậy tứ giác MNBQ là hình tam căn. Đúng rồi. Hai cái này song song là tứ giác mà có hai góc kề một đáy bằng nhau nữa thì chính là hình tam căn. Ở đây các em có thể là C ra chỗ này, C ra MNBQ là hình khang chỗ này đúng này. Giờ hình khang mà có hai góc kề một đáy bằng nhau chính hình khang.
Tiếp theo mình sẽ quan sát câu C. Câu C mình có AC bằng BD, hai đường chéo bằng nhau. Người ta cho góc A ngoài và góc D ngoài sẽ góc A ngoài là 60 độ và góc D ngoài là 120 độ. Nhưng người ta cho góc A ngoài mình sẽ tính được góc A trong. Cho góc D ngoài mình sẽ tính được góc D trong. Giờ mình sẽ cộng hai góc này lại bằng 180 độ thì có nghĩa là AB sẽ song song với CD. Nên đây là hình khang. Hình khang có hai đường chéo bằng nhau chính là hình khang cạnh. Đúng này. Như vậy câu C các em trả lời sao? Như vậy mình sẽ tính góc A trong trước nha. Ta có góc A trong A cộng 60 bằng 180 độ. Góc A trong cộng cho góc A ngoài 60 độ sẽ bằng 180 độ. Suy ra góc A sẽ bằng một trăm tám mươi độ trừ cho 60 độ sẽ bằng 120 độ. Tương tự mình sẽ đi tính góc góc D trong. Như góc D trong cộng cho 120 độ sẽ bằng 180 độ. Suy ra góc D sẽ bằng 180 độ trừ cho 120 độ sẽ bằng 60 độ. Giờ tiếp theo mình sẽ lấy góc A cộng góc D sẽ bằng như vậy là góc A là 120 độ cộng cho góc D là 60 độ. Như vậy sẽ bằng 180 độ. Mà mình thấy đây là hai góc trong cùng phía. Mà hai góc này ở vị trí trong cùng phía. C AB song song với CD. CD ABCD là hình khác. Lại có AC bằng BD. CD ABCD là hình thằng cạnh. Giờ như là mình xong câu số 5. Câu số 5 kem hiệu bài, kem xem bấm hết video hãy biết kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay nha. Những câu còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp. Các em nhớ đón xem như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy thì giảng dễ hiểu bấm click và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.